chơi luôn không? Lissan ra đến, có vương miện cũng chết thôi anh em, mà sóng âm vội cước thủy lô tập nhiệt hộ thể qua hất tung sóng âm dính luôn, dám vào hay không? Còn hấp hết ba người này, tốc biến qua từ Lissan ra. Ê, Lissan không hiểu ý rồi, cầu sấm sóng âm trượt phu kéo chúng vào dây hộ thể vào đi ơi. Ấy Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Văn Tùng. Và sau đây sẽ là một cái video clip về anh chàng Boy One Charm ở bên phía server Trung Quốc. Và Boy One Charm này là Boy One Charm Lee Sin anh em nhé. Anh chàng KZH, đây là một player rất nổi tiếng về Lee Sin và từng leo được top 2 thách đấu của máy chủ siêu cấp Trung Quốc tại mùa trước thì phải. Let's go. Ok, đây là mình replay lại cái livestream của anh chàng này để xem anh chàng này xử lý DC như nào anh em nhé. Đây là một game đấu tại rank thách đấu của server siêu cấp Trung Quốc. Anh chàng này không để tên in game anh em ạ. Tên in game của anh chàng này là Huya KZH anh em nhé. Đây cái tên Dojo KZH. Một streamer của Dojo. Ok, ăn vòng rừng đầu mắc ping rồi này. Boss giúp nên là quyết định ăn từ dưới lên và ăn ba bãi dưới full clear. Kéo top là dây với AZ anh em, tôi cũng không kịp để ý xem là game này có cái player nào đáng chú ý khác hay không. Nhưng mà chắc là anh chàng này game này sẽ chiếm khá là nhiều spotlight đấy anh em ạ. Bot đánh 22 và thua bên kia lên 2 trước và tốc biến né kéo. Ủa. Cảm ơn 814 thế các bạn, cảm ơn bạn nhiều nhá. Ô, đang làm video clip cũng có người donate nữa ta. Cảm ơn anh em nhiều. Vẫn đang lia cam xong bot xem là biến số bot như thế nào. Đang cố gắng full clear 6 bãi nhanh nhất có thể nhá anh em nhá. Để xem là mất trừng phạt ở người đá hay không. Căn bản là giờ trái muốn ăn người đá anh em à. À, người đá sớm mất thời gian vãi. Mà nó cũng nếu mà có cơ hội gank thì người ta sẽ gank sớm nữa. Ăn người đá được này. Không có cơ hội gank cái này nào cả. Mid đang miss. Và đường trên thì Zai đang đẩy quay khá to. Cua chưa ra. Nếu mà có cơ hội gank là thường người ta sẽ ưu tiên về gank hơn. Bởi vì đường trên Zai đổi mạng. Ok, thế là hết cơ hội rồi. Rồi, ra cua biết là còn hay không. Vì Talon đang bắt đầu di chuyển ra rồi. Có khá là nhiều streamer ở cái lobby này nha. Có Huya, có Dojo nhiều lắm. W trừ giáp cua, hay quá Lissandra ơi. Rồi, vòng rừng đầu full clear, sau đó thì cắm mắt về vòng rừng 2. Như xả như đánh giải anh em à, đánh như đánh giải luôn này. Bây giờ sẽ có một cái cơ hội để gank đường dưới sau khi ăn xong con cóc nha anh em nhé. Vòng rừng 2 ăn cóc xong là có thể... gank đường dưới được. Thường là như vậy, cái thời điểm là cái thời điểm khoảng chừng hơn 4 phút một chút là cái thời điểm mà đối phương ăn cóc. Thời điểm đó là thời điểm dễ gank đường dưới nhất. Của cả hai rừng là bên kia tương tự là như vậy, rừng bên kia ăn người đá. Ui, nó thì nó xử lý ác chưa kìa, dích đặt sẵn cái gói chất nổ kìa. Ui. Cái máy chủ này người ta đánh kỹ năng hơi bị hay đấy anh em ạ. Con Blitzcrank gặp cái quy của Nautilus với gặp cái đúp con Zik là thấy cũng hơi khó chơi. Bỏ qua cóc à? Nhìn chỉ số lính Dyna, à xem có Dyna có cướp không đã. Xem Dyna có vào cướp rừng không đã. Không. Xuống canh đường dưới luôn này. Đây cơ hội đây rồi. Zik mất quy rồi. Rồi, móc trúng. Rồi, đối phương mất kéo. Hỗ thể lên. Gói chất nổ hay đến từ Zik. Hết. Ui, nó vẫn còn flat E lên sóng âm vội cước vào. Cắm mắt hộ thể đánh tay được không? Dí lên với cắm mắt hộ thể, sóng âm. Dính thế nhở. Cái thời điểm đấy, cái thời điểm các bạn đi bot các bạn để ý nhá. Kiểu gì rừng nó sẽ có cơ hội nó sẽ gank rồi. Và vừa rồi nó có cơ hội gank và gank luôn. Thực ra cơ hội nhìn nó không rõ ràng lắm. Nhưng mà trong giải hay là trong xếp hạng đơn thì cái pha đấy thì... Nếu như thông thường người ta sẽ ăn từ dưới lên. Ăn rồng hay không? Ăn từ dưới lên để lấy 6 nhưng mà con Lee Sin thấy gank được thì cứ gank thôi. Bot con Zik với cả con Nautilus có 2cc hay quá. Con Zik đặt gói chất nổ trí vãi.
Hiện tại anh chàng này ở máy chủ này đang có mức rank khoảng chừng 1000-1001 điểm gì đấy, tầm tầm đấy. Ở thách đấu của máy chủ siêu cấp nhá. Máy chủ này nhiều dị nhân lắm, nhiều player. Các bạn đang bảo tôi làm về Bion Charm nhưng mà có nhiều Bion Charm người ta có replay ấy anh em à. Tức là người ta có để cái VOD sau khi livestream xong thì tôi còn xem được. Những cái player người ta không để VOD á thì không xem được, phải xem bằng YouTube hoặc là có những Bion Charm hiện tại thì tôi mất rồng rồi. Có những người chơi hiện tại tôi không tìm được cái luồng livestream của họ. Tìm được luôn livestream thì họ lại không để reply này, cũng không thể nào có được thông tin về các cái player, đặc biệt là cái thanh niên 1900 điểm ạ. Để lý giải cho cái việc 1900 điểm thì các bạn phải hiểu là cái máy chủ này là máy chủ mà quy tụ nhiều player giỏi của khu Trung Quốc, và thực ra Trung Quốc là quốc gia tỷ dân nên là cái số lượng player ở cái máy chủ này rất là nhiều. Và nó sẽ bị tránh cái trường hợp là gì? Đè đầu cưỡi cổ nhau, bên rank Hàn thì số lượng người chơi nó không nhiều lắm. Khó ganh à, về 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 hơi khó. Ô đai 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 đổi mạng quay thế vẫn đổi ạ, vãi máy chủ này bị. Ô không không chết luôn kìa, ô không đổi mạng luôn kìa, ảo vậy. Chiến à, mất quay hơi nhiều mít đấy nha. Ly không ra đón được, ta lông lên rồi kìa, ta lông lên dây ơi, ping liên tục. Cái máy chủ này người ta nó đông người quá nên là người ta không bị cái cảnh là người này lên thì sẽ có người kia xuống. Tất nhiên là sẽ có những trường hợp người ta như vậy diễn ra. Nó không có trường hợp gọi là trừ điểm lẫn nhau nhiều á. Ở máy chủ Hàn thì người này đạp người kia lên được thì lại có người kia phải xuống. Nên là cứ quanh quẩn. Còn máy chủ này thì người ta ăn hiếp lẫn nhau nhưng mà nhiều khi ăn hiếp được những người ở phía dưới đấy á. Nên là mấy ông này cùng tiền lên cả, nên là nó lên 1800 điểm rất là nhanh. Bây giờ có thanh niên leo 1900 điểm rồi. Ra mid gank level 6 này, combo W rồi chúng rồi đấy. Sóng âm chính rồi này. Hộ thể nộ long cước, vô hình cước. Một mạng easy luôn này. Nhìn tình huống gank cũng rất là tốt, có mắt. Di chuyển sang cướp bộ xanh được không? Còn Dyna mà. Có được có mắt nữa kìa. Dyna mid rồi. Sứ giả luôn không? Sứ giả thì hơi mạo hiểm. Thực ra thì Talon nó sẽ ra không kịp nhưng mà đứng dưới gãy rồi. Ăn nhanh thì ăn được. Nếu phần này mà Azir với Dyna nó ra nó có quay một hồi á là coi chừng con Talon ra là 33 hơi mệt nha. Nhanh nhanh thì được, nhanh thì được, nhanh thì được anh em ơi. Azir nó không ra, Azir bị đẩy quay to quá ra không kịp rồi. Ra nơi mất sứ giả. Còn trăng mờ nhưng đó là hầm mộ hàn băng lên người ạ. Sóng âm thôi, hộ thể qua đánh tay cho nó chắc. Không vào, không vào. Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Cứu 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 cứu. Chơi luôn, thích thì chơi luôn. Còn hộ thể nhá, hộ thể và đồng đội. Nội tại Lissandra móc trúng rồi kìa, sóng âm. Không cần nữa. Ê, cái này con xe. Ui, đánh tự tin thế nhờ. Đánh tin tay thật sự đấy. Và thanh niên này các bạn thấy đánh là đánh không phải là dạng biểu diễn TikTok nhá. Biểu diễn TikTok thì các bạn có xem cái show match của T1 hôm trước đánh á. Thanh niên đấy biểu diễn mới ghê. Và Lee Sin TikTok nó sẽ là những con Lee Sin đánh ở rank thấp thôi. Đánh rank thấp để làm gì? Để mà biểu diễn chứ anh em. Bởi vì lối chơi đó lên lên cao đánh không nổi. Cái lối chơi mà kiểu như lên Lee Sin móng vuốt ám muội biểu diễn á. Lên cao đấm bầm đầu hết. Đây rank thách đấu máy chủ siêu cấp rồi anh em, mà không phải là những cái rank vàng bạc để anh em có thể test item kiểu đấy nhá. Toàn là những player thuộc dạng là máu mặt hết rồi. Nên là thanh niên này sẽ, các bạn thấy lên trên này họ sẽ xử lý kỹ năng con tướng mắc ping. Nó dần gần dần giống đấu giải. Và xử lý với thao tác với tốc độ mượt cao và combo rất nhanh. Tất nhiên là Lee Sin là một con tướng mà nó có nhiều sự biến ảo. Thế nên là ôi xuống dưới không kịp, không kịp. Thế nên là nó vẫn sẽ có những tình huống gọi là hơi múa một chút nhưng mà chất tướng nó vậy thôi. Chứ còn bản thân họ thì đặt ưu tiên cái sự hiệu quả lên cao hơn nhá. Còn hai bãi rừng ở trong bùa xanh nhưng không ăn. Chạy thẳng sang kiếm con Dyna, nó vừa canh boss xong này. Ít nhiều gì cũng mất tài nguyên này, gank Talon được luôn á, gank Talon được luôn, Lissandra có R này.
Tốc biến lên R. Trời ơi, combo nhanh tay chưa. Gọi sứ giả ăn trụ mid luôn. Được, 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 ăn được. Luôn luôn là một tình huống E trước sau đó Q2 sau anh em ạ. Tối ưu hóa sát thương và tiết kiệm được chiêu cuối. Tiết kiệm chiêu cuối thì xuống gank, ăn chim đã. Cắm mắt ra farm bãi chim, còn một con mắt kiểm soát, à nhầm, con mắt vượt tổ. Cắm ở bãi chim, còn con mắt kiểm soát sẽ dùng để đi đi gank anh em nhé. Rồng này, được. Còn trừng phạt nên là chắc là không vấn đề gì. Cú kéo đến từ Rick của anh trúng vào Nautilus, thôi xong Nautilus rồi. Hy sinh về đại cục bạn ơi. Hy sinh về đại cục bạn ơi. Qua đây hộ thể cái. Tốc biến hộ thể cứu đồng đội, gần nỗ long cước còn. Không cover được rồi. Kai'Sa R vào, Lissandra ăn mất cái mạng này rồi. Mất R rồi không đi ganh ta lâu được nữa, chắc là đi farm cánh trên thôi. Cánh trên còn hai bãi. À, Lissandra đang ở đường dưới, cái wave này thì Lissandra chắc là về kịp thôi. Sóng âm trúng vào, trừng phạt đỏ chơi luôn. Rất xanh anh em, ôi ta lông bắt cua quả bù mát rồi, dính sóng âm chết rồi. Ây da, hộ thể sang bên phía bên này, tường sóng âm ngược trở lại. Ờ, bắt đầu hơi múa rồi nha, bắt đầu hơi múa múa rồi nha. Không có R, dí không nổi. Ờ, blitz lên, blitz lên, blitz lên. Pha vừa rồi hộ thể lên tung trục, tung quy trở lại để làm gì anh em biết không? Để né sát thương ta lông. Đại khái là né né cái đam của ta lông ở dạng tàng hình á. Và nếu ta lông parkour qua thì vẫn còn vô hình cước vào giết giết được. Tức là đảm bảo là hộ thể lên nhưng mà vẫn còn đu bám được. Nhưng mà cái tính toán ở đó, nó tính toán là như vậy nhưng mà xử lý thì nó bị fail ở chỗ là sóng âm trượt. Kiểu như vừa muốn giết người ta mà vừa muốn giữ máu á. Vì cũng biết là phía sau ta lông pha đấy có người á. Chắc là ý đồ là như vậy chứ không phải là quá là múa theo kiểu là họ. Sao mấy to à? Easy. Theo như lý giải của tôi là pha hậu thể lên phía trên sóng âm ngược trở lại nó là như thế. Và cướp đá được không? Dyna lên top dive chết con dây ở đường dưới thì team dive chết được con Talon. Đổi cánh. Kai'Sa đứng giữa solo 1-1 với Lissandra. Tranh thủ vào cướp rừng trong lúc dịch ăn cho mình, đó là cái trụ đường dưới và di chuyển ra đường giữa với định. Còn bùa đỏ thì cướp, không thì ra ganh con Kai'Sa được á. Kai'Sa tỉnh á, Kai'Sa té luôn rồi. Để có Lissandra nó chụp cái R vào Lee Sin bớt đam là chết. Chơi luôn không? Lộ. Bên kia nó ở trên top, nó về một khoảng thời gian rất là dài rồi đấy anh em ạ. Đúp Kai'Sa đẹp hả? Bên kia nó ở trên top, nó giết con dài xong nó ăn trụ, nó về một khoảng thời gian rồi đó. Nếu mà đánh ẩu cú đấy có thể bị chết ngược nhá. Tức để ý những gì diễn ra trên bản đồ một chút là sẽ thấy cái cách họ xử lý nó rất có cơ sở. Quiz my seat rồi. Tốc biến parkour chắc là cũng chết thôi. Ơ, chưa đủ đam, sóng ngậm. Liên tục vào mồm. 3.000 tiền chắc là đủ cái dìu đen nhưng không có mắt đâu nha. Mắt là tổ hồi hơi lâu à. Ồ, lấy kháng phép để trừ tiền mua mắt. Bên kia có gì ta, bên kia có Azir, Dyna. Cũng được. Azir đi top à. Azir top mặt nạ thống khổ. Đang solo 1-1 rất căng. Dài solo thắng ở đây con Azir rồi. Blitz lên cover hơi trễ. Thực ra hai team thì nhìn lệch thì cũng chưa hẳn là lệch lắm. Lệch chủ yếu là lệch rừng. Các lane còn lại thấy cũng bình thường. Dài 5-3, ức kia sóng âm trừ cái đá. À nhầm, con sứ giả. Thấy Dyna rồi này. Chơi luôn không? Lissandra đến. Có vương miện cũng chết thôi anh em, mà sóng âm vội cước. Thủy lô tập nhiệt hộ thể qua, hất tung sóng âm. Dính luôn. Dám vào hay không? Còn hấp huyết ba người này.
tốc biến qua tới Lee Sin Rice. Lee Sin không hiểu ý rồi. Cầu sấm sóng âm trượt. Phu kéo trúng vào dây hậu thể vào. Đi rồi. Ấy 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 ấy. Ôi. Wait, what the fuck was that? Ê, xí 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 cho tôi replay tí anh em nhé. Sóng âm trượt. Hậu thể vào. Độ lâu cứ chưa hồi nha. Ui, Azir tốc biến thẳng ra cho Lee Sin sống luôn. Không phải đấy, nhiều khi hồi có thể vẫn sống thôi anh em ạ. Chưa có R, à, ờ, chưa phải đấy, chưa có R thật, bây giờ mới có R này. Oh my. Vẫn có thể bình tĩnh flash được trở ra được. Được ạ, 10-0 rồi. Những cái pha vừa rồi thì là gọi là vừa biểu diễn vừa vừa PK, nhưng mà thực ra là nó hiệu quả. Những cái pha múa nó có cơ sở. Giày đẹp chết đài na luôn rồi. 20-12 rồi. Bắt đầu lệch rồi nhá. Bắt đầu thấy con giày nó hơi khỏe khỏe rồi đó. Ê, Blitz đâu đây? Có Azir, có Azir nha. Azir bấm cái đồng hồ vô duyên thế. Đấy đi. Sóng âm trượt rồi. Nội tại Lee Sin Rice đổ chết luôn ạ. Quét sạch luôn. Rồi bên kia chắc sẽ là ép quá. Đánh bị out, lúc này cũng bắt đầu bị out đồ rồi. Sứ giả luôn. Lúc này bắt đầu bị out đồ rồi. Đánh hơi khó, kiếm ra cơ hội lại rồi này. Mega 17 phút đó, hơi sớm. Thời gian rộng. Làm quả triple kill hơi ảo. Giờ giàu rồi. Ăn nhanh con rồng rồi về. Ai 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 ai. Smite. Oh. Không cần smite. 2.900. Về chắc là được cái map Mortius. Không, để kiếm ra cửa đấy thôi. Vũ điệu tử thần và map Mortius. Không, vũ điệu tử thần hai mảnh và Mortius thì đúng hơn. Hai mắt kiểm soát đi ra. Nhìn Lee Sin Rice 7 xác rồi anh em ạ. Dây 5-5-6 luôn rồi. Đánh xếp bạn đơn nên là mình cũng chẳng muốn phân tích nhiều về meta hay gì anh em ạ. Chỉ là các cái player máy chủ này người ta có kỹ năng cao và người ta nhìn những tình huống tấn công rất là tốt. Lại là Big Rank di chuyển lỗi. Giữa game đi lang thang. Ê, coi chừng nha, coi chừng nha. Còn kiếm răng cưa, còn kiếm răng cưa. Sốc chết được AD rồi. Hộ thể người trở lại thoát khỏi một tiếng rồi sát thương đến từ Daina. Bây giờ giết Talon luôn. Dài có mặt rất nhanh hộ thể và đánh tay tới chết rồi. Double kill với tiếng sóng âm vô hình cước. Khỏe quá. Mười bốn xác rồi anh em ạ. PK cảm giác ao đồ nó dễ hơn hẳn rồi. Vào luôn. Cặp này đi với nhau cũng khỏe quá ha. Trong giải tôi chỉ thấy Lập Lăng với Lee Sin kết hợp nhiều thôi, chứ còn Lee Sin Rice thì chưa thấy nhiều lắm. Vì không phải là meta mà Lee Sin Rice thích ở đường giữa, trừ một vài những trường hợp đánh cùng với kèo Lập Lăng thôi. Mà Lee Sin Rice CC xong Lee Sin sóng âm vào mấy con Talon với cả Daina các thứ nó chịu sao nổi. Vô hình cước và lính hộ thể ra né đớp 2. Mega thứ hai có rất sớm rồi. Bên kia không shadow ép thì cũng phá nhà win rồi. Còn full spell full skill này. Muốn thôi.
Đánh nhà luôn rồi ạ. Đang có kiếm điểm anh em ạ. Nhưng mà hiện tại thì chưa vào được top để cạnh tranh điểm với cả mấy ông 1.800 đâu anh em ạ. Mấy ông 1.800 bây giờ như rác rồi. 1.800 phải đến 3-4 đông nữa. Đông vãi cả trưởng ra. Mấy 1.100 điểm như KZH thì chắc là hơi mất nhiều thời gian để leo lên top thách đấu một chút. Trời ơi, nhanh tay chưa? Trước khi kết thúc ván đấu cũng phải múa một pha đã. Ác ôn vùng nông thôn. Bao nhiêu điểm? Xem là game này đánh hôm 18 đúng không? Bao điểm ta? Đam lít luôn rồi. 938 điểm, mỗi game cộng được tầm 17 điểm. Và trừ cái pha cuối chùi vậy đã cổ chết ra thì các pha khác đều là những pha hoàn hảo. Đây là những cái tên này anh em này. Một streamer của Huya này. Samsung Wipeout này không biết ai nha. À này như Bon Cham Cassopia hay sao á, đang đánh Anji đi top này. Ok, một game đấu S cộng với Lee Sin của KZH ở tại máy chủ siêu cấp Trung Quốc. Đây là một player mà các bạn cũng đã yêu cầu mình làm clip rất là nhiều, và thực ra thanh niên này như mình đã bảo cái lối chơi Lee Sin thực ra múa thì cũng ở một mức độ không phải là quá cao. Tức là trong một vài trường hợp múa thì nó cũng sẽ ra chất tướng trong lúc cần thôi. Còn lại đa phần là đánh chắc cốp bởi vì đây là rank thách đấu rồi. Một player Lee Sin cũng có kỹ năng rất là tốt ở tại máy chủ này bên cạnh các cái boy one charm khác. Thì sắp tới mình vẫn sẽ tiếp tục làm với các cái boy one charm lẫn các cái top thách đấu bên máy chủ siêu cấp. Đây là những cái player có kỹ năng rất là tốt. Và đa phần là các cái boy one charm đang làm streamer trên các cái nền tảng bên Trung Quốc. Thì bạn nào muốn xem một vị tướng đặc biệt nào đó thì có thể đề xuất nó ở phía dưới. Nếu như mà người đó thực sự có livestream và có kỹ năng cá nhân tốt thì mình sẽ reaction lại livestream của họ để cho các bạn xem cái góc nhìn của họ trong những trò chơi, trong những con tướng họ xử lý như thế nào thôi anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo nha. Bye bye.